Xin chào các bạn đang quay trở lại với Minh Vũ Review. Và nếu như mà các bạn đang sử dụng máy tính thì chắc hẳn là bạn đã nghe qua cụm từ 32-bit hay là 64-bit rồi đúng không nào? Nhưng mà bạn đã biết giữa hai phiên bản khác nhau như thế nào hay chưa? Ngày hôm nay hãy cùng Minh Vũ Review trả lời câu hỏi 32-bit và 64-bit khác nhau như thế nào nhé. Bên trong CPU sẽ có một bộ phận gọi là các thanh ghi, và các thanh này thì có nhiệm vụ là chứa các dữ liệu mà CPU cần phải xử lý, kết quả của các phép toán logic, địa chỉ một ô nhớ. Và CPU 32-bit thì nghĩa là độ rộng của các thanh ghi bên trong CPU là 32-bit. Windows 32-bit hay còn gọi là x86, phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được tối đa là 3,4GB RAM. Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu bạn sử dụng vượt quá dung lượng RAM hiện tại thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang sử dụng bộ nhớ ảo hay là dung lượng ổ cứng còn dư để lưu trữ tạm thời. Ở phiên bản Windows 32-bit thì máy tính chỉ cung cấp tối đa cho một ứng dụng là 2GB RAM. Còn ở Windows 64-bit hay còn gọi là x64, khác với phiên bản 32-bit thì phiên bản 64-bit này có thể nhận và quản lý được rất nhiều RAM. Và chính vì thế nên máy tính của bạn nếu mà có cấu hình mạnh thì Win 64 sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn. Ở phiên bản Windows 64 thì máy tính chỉ có thể cung cấp tối đa ở mỗi ứng dụng là 8000GB. Ưu điểm nổi trội của Windows 64-bit so với Windows 32-bit, đầu tiên đó là quản lý bộ nhớ tốt hơn, sử dụng được nhiều RAM hơn và bạn có thể tận dụng được tối đa RAM trên máy tính của mình. Nếu như máy tính của bạn có 6GB RAM thì phiên bản 64-bit sẽ có thể sử dụng được hết 6GB RAM đó, còn với phiên bản là 32-bit thì bạn chỉ có thể nhận được tối đa là 3,4GB mà thôi. Thứ hai, hãy cùng nói về việc nâng cao năng suất làm việc. Việc tận dụng hết được RAM thì có thể là một thế mạnh của bản 64-bit. Chính vì thế mà máy tính của bạn chắc chắn là sẽ xử lý nhanh hơn rất nhiều và không có tình trạng chậm hay là lag vì thiếu RAM trong trường hợp mà máy tính của bạn đang dùng rất nhiều RAM đấy nhá. Thứ ba, chúng ta sẽ cùng nói về khả năng phân phối RAM cho từng ứng dụng tốt hơn. Như đã nói ở trên bản Win X86, chỉ cung cấp tối đa cho mỗi ứng dụng là 2GB. Còn chính vì thế mà khi mà các bạn sử dụng các ứng dụng nặng như là thiết kế đồ họa này, làm video hay là sử dụng thiết kế mô hình 3D thì sẽ không đáp ứng được và gây ra treo máy. Nhưng mà phiên bản X64 thì lại khác, nó hỗ trợ lên đến 8TB cho mỗi ứng dụng và mức độ đó thì có lẽ là quá thừa thãi đối với các ứng dụng ở thời điểm hiện tại rồi. Thứ tư, hãy cùng nói về tính bảo mật cao hơn. Dựa vào những tính năng như là Kernel Patch Protection hỗ trợ bảo vệ phần cứng và thực hiện sao lưu dữ liệu, loại bỏ các trình điều khiển của hệ thống 16-bit có sẵn. Nhược điểm khi mà sử dụng Windows 64-bit hay còn gọi là X64, nhiều thiết bị phần cứng và phần mềm cũ không tương thích. Hầu hết các phần cứng hiện nay không có khả năng hoạt động tốt trên hệ thống 64-bit, ứng dụng phần mềm cũng hạn chế hơn nhiều so với phiên bản 32-bit. Một số lưu ý khi các bạn sử dụng phiên bản 64-bit, bạn không thể nâng cấp từ Windows 32-bit sang 64-bit, phải sử dụng tất cả các ứng dụng và phần mềm dành riêng cho hệ thống 64-bit để máy có thể nhận ra rằng bạn đang xài hệ thống 64-bit. Không phải bất kỳ phần mềm nào cũng đều hoạt động tốt trên nền tảng 64-bit, chính vì thế mà bạn sẽ thấy là hai thư mục Program File hay còn gọi là X86 để cài đặt ứng dụng 32-bit và Program Files để có thể cài đặt ứng dụng 64-bit trên hệ điều hành Windows 64. Bất kỳ hệ điều hành 64 nào thì cũng sẽ có thể chiếm nhiều hơn là bộ nhớ của các bạn so với hệ điều hành 32-bit tương ứng. Đây là do đặc thù của mã 64-bit, mã này sử dụng các cấu hình cũng như là cấu trúc bên trong lớn hơn nên sẽ chiếm dụng vào nhiều vùng trống hơn cả trên RAM và ổ cứng nữa. Vậy là câu hỏi đặt ra từ ban đầu là chúng ta nên chọn Windows 32-bit hay là Windows 64-bit. Và nếu như các bạn có công việc là thiết kế này, lập trình đồ họa và máy tính có cấu hình mạnh thì mình khuyên rằng các bạn nên sử dụng Windows 64-bit. Mặc dù là phiên bản 64-bit thì có tốt hơn ấy, nhưng mà nếu mà vi xử lý các bạn không hỗ trợ cũng như là không có những phần mềm tương thích cho chiếc máy 64-bit thì có lẽ là chiếc máy 32-bit sẽ phù hợp với các bạn hơn. Chính vì thế nếu các bạn vẫn đang băn khoăn không biết là nên lựa chọn cho mình một chiếc máy có cài Windows 64-bit hay không thì hãy để lại comment của mình ở bên dưới video này hoặc là truy cập vào fanpage facebook.com/laptopminhvũ để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa biết được những điểm khác nhau cũng như là ưu nhược điểm của Windows 32-bit và 64-bit rồi, và mình tin rằng là các bạn cũng đã có thể lựa chọn cho mình được một phiên bản phù hợp với các bạn nhất. Nếu các bạn còn có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại bên dưới comment nhé. Các bạn hãy nhớ là like và subscribe cũng như là bấm nút hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.